Dạ vâng, Alun Audio xin được hân hoan gửi lời mến chào tới toàn thể các bác và các bác cùng toàn thể quý anh chị em kính mến. Em xin được quay toàn thể nội thất của lô loa B3 Liver 121 có hai phân khúc để các bác của anh em lựa chọn. Số 1 đó là Liver 121 bát 35 từ 19 coi 8.0, đó dòng xương nhôm đúc, dòng xương cá rất đẹp đấy. Bát đánh uy lực mạnh mẽ, bát đánh sâu đấy, tép BMC, dòng tép Italia, sử dụng driver xịn nhập khẩu Italia, rất xịn sò các bác nhá, rất xịn sò. Thùng gỗ sơn sần bóng màu đen hai phân tần, thùng gỗ sơn bóng màu đen hai phân tần các bác nhá, không chê vào đâu được đấy, ok chưa, rất đẹp. Tép BMC, tép BMC góc mở 80 và 50 và dòng phễu nhôm đúc các bác nhá, dòng phễu nhôm đúc không phải phễu nữa đâu ạ. Đấy, nhìn rất chất lượng, hàng ngon hơn cả giá tiền, các bác nghe chưa, chuyên cả tuyệt vời các bác nhá. Đó, model đầu tiên đó là Liver 121, sử dụng bát 35 từ 19 coi 8.0, giá em xin được báo cho anh em với giá tốt nhất, siêu tốt, giá tại cửa hàng là 17 triệu đồng. Đây các bác nhá, phễu nhôm góc mở 50 và 80, góc mở rất rộng nên là tiếng tép rất sáng, bao hay. Và tiếp theo, nếu như các bác của anh em thích, đúng không ạ, lời ca hay hơn, các bác sử dụng Liver 121 bát 35 từ leo. Ui giời, quá chất luôn các bạn, cái răng này nó cứ tuột từ hôm qua giờ. Bát 35 dòng từ leo, xương nhôm đúc, dòng xương cá các bác nhé. Nói chung là tép thì giống nhau, phân tần giống nhau, thùng giống nhau. Thì có đời cao hơn đây, sử dụng từ leo các bác nhé. Đấy, ok chưa, từ leo. Giá cho anh em là 18 triệu đồng trên một đôi, giá trên tại cửa hàng các bác nhé. Đó, ok chưa. Nói u cứ cầm về đi, trên nhà con vẫn còn mà. Tép BMC cả nhà nhá, đây đấy, quay nội thất tổng thể cả lô luôn. Đây là bát leo này đấy, đây là bát leo này, giá 18 triệu đồng một đôi tại cửa hàng này. Đó, còn đây là bát thường này, bát từ 19 coi 8.0 này, giá 17 triệu đồng một đôi, và tất cả đều là tép BMC này, tép BMC từ 17 coi 7.2 này. Đó, phễu bằng gang này, đó, tất cả đều đẹp riêng nguyên bản các bác ạ. Em thì là chuyên về B3 và chuyên JBL, nên là những cái sản phẩm em lựa chọn đều rất là đẹp, rất là mới. Đó, gọi là đẹp siêu kinh điển các bác nhá. Giá thì lúc nào cũng là ưu đãi nhất cho các bác của anh em. Đó, em quay tổng thể để các bác của anh em xem một lượt và sau đó em xin phép đóng lại. Đấy, khi lên đơn cho các bác của anh em là chỉ việc bán thôi. Đó, lô loa này thì không có đôi nào bị lỗi cả các bác nhá. Rất đẹp, rất đẹp. Đó. Ok, các bác của anh em có nhu cầu mua sắm những đôi loa B3 Liver 121 bát leo hay bát thường, giá 17 và 18 triệu, hãy alo cho em, hoặc có nhu cầu tư vấn ghép bộ lên một combo với đôi loa chất lượng cao, siêu chất đỉnh cao này thì liên hệ cho em. Và một lần xin cảm ơn toàn thể các bác. Hai số máy của em để các bác của anh em liên hệ đó là 0365888988, 0368915555. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương, có thể giao hàng toàn quốc và nhà em có bán trả góp. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.